Vâng, rất vui mừng được gặp lại các bác anh chị trên kênh YouTube của Ngọc Quang Bắc Giang, một kênh chuyên cung cấp số lượng hàng bãi rất là nhiều và làm chắc chắn cẩn thận cho các bác, kiểm tra rất kỹ hàng. Một kênh phải nói là nhắc tới Ngọc Quang Bắc Giang, các bác sẽ nhớ tới một quê hương vùng miền núi. Và vùng này thì nó có những đặc sản như vải thiều và bánh đa kế và mì trũ. Vâng, Ngọc Quang Bắc Giang, quê hương đặc sản chỉ có vài sản phẩm đơn sơ mộc mạc, nhưng có thêm những phần này đặc sản của Bắc Giang là có thêm những sản phẩm, đó là những sản phẩm về audio, đặc biệt nhất là những sản phẩm hàng bãi xịn để cung cấp cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Đặc biệt nhất trong video ngày hôm nay, em xin được test thử đại diện 5 cặp loa, và một cặp loa này theo yêu cầu của một bác khách ở Hải Dương muốn Ngọc Quang test thử để xem cái sản phẩm của bác trước khi nhận hàng. Vâng, và cặp loa này cho bác khách rất là kỹ tính, bác ở Hải Dương, và cụ thể như sau và giá tiền như đây. Vâng, bác Hoàng Văn Minh. Đấy, có số điện trước ống kính đây, địa chỉ đây bác nhá. Bác ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Cặp loa này 3-1C3 màu đen, hàng gọi là rất là đẹp, giá 12 triệu. Vâng, giá 12 triệu giá tại cửa hàng. Khẳng định với các bác đây là một cái giá rất là tốt, vì bên em có số lượng và nhập số lượng. Cái thứ hai là sản phẩm bên em đẹp, nhập trực tiếp, cho nên có giá khẳng định với các bác rất là tốt. Bình thường là phải có giá khoảng 12 triệu 500 đến 12 triệu 800, thậm chí 13 triệu đối với những cặp loa đẹp hết lắc như thế này. Vâng, phải nói là hết lắc nhá, đẹp hết cỡ luôn đấy. Vâng, cặp loa này tuyển chọn cho bác khách phải nói là tuyệt vời. Và lô sản phẩm em về đợt này gần như là cặp nào cũng xuất sắc như thế này hết, đẹp như thế này các bác nhá. Trước khi test thì em cũng soi qua cái mã số CD cho bác khách, bác Minh nhá. Đây, địa chỉ đây rõ ràng nhá, bác ở Hải Dương. Vâng, bên trên là có bác ở Đồng Nai, rồi lấy 450C cực đẹp. Đây, trước khi test em quay cọ rõ này, mã này, tem đo này 99245. Vâng, 99245. Như đây thể hiện là trùng đôi trùng cặp. Đấy, chứ còn CV của nó là đây các bác này. Đấy, CV của nó đây này. Các bác nhìn kỹ nhá, 068244. Đây, 068278. Vâng. Đây là mã CV, và mã CV này nó không trùng nhau đâu, không bao giờ trùng. Trùng là tất cả là ở đây này, anh em bán audio đều bảo trùng CD là ở đây. Nhưng Ngọc Quang phân tích rất nhiều. Ví dụ lô sản phẩm nó sản xuất một ngày chẳng hạn. Đấy, là nó tuôn ra một loạt CD như thế này. Đấy, đuổi theo với 278, 279, ví dụ như vậy. Nhưng khi nó ra ra khỏi dây chuyền thì ngày hôm đó là ba test giống nhau và cùng mã. Ví dụ cái này nó sản xuất ngày 11 tháng 2 năm 92 chẳng hạn. Đấy nhá. Thì cái mã số tem đom này 99245 mà đều dán này thì những cặp đó cũng cùng ngày luôn. Ví dụ một ngày sản xuất ra 100 đôi chẳng hạn thì nó đều có cái số như này chẳng hạn. Đấy. Còn cái số này nó sẽ khác nhau. Đấy các bác nhá, cho nên là thi thoảng những dòng 301 AV cái tem này nhiều khi họ không dán đâu, vì sản xuất nó ít hơn dòng này. Có khi họ dán hoặc có khi rơi, nhưng nó cùng ngày. Đấy, và cái độ đẹp. Đấy, còn đây đó là như các bác đánh giá nó là trùng đôi trùng cặp. Đấy, nhiều bác quảng cáo nó là trùng CD. Đấy, thế nào cũng được. Nhưng quan trọng cặp loa này là nó cùng sản xuất một ngày, gọi là trùng CD cũng được các bác nhá. Đấy, em nói rất rõ ràng, cho nên là trước khi test thì em quay kỹ cái độ đẹp, và phải nói là đẹp xuất sắc cho trên cặp loa 301C3 màu đen này. Vâng, độ đẹp, độ zin đến tuyệt đối 100%, gân cũng zin các bác nhá. Đấy. Đây, trước khi test mời các bác cùng xem cái độ đẹp của cặp loa. Phải nói đẹp đến long lanh luôn. Màng và gân zin nhá, đét này đẹp. À, cặp loa phải nói là tuyệt vời luôn. Đây, màng tép này không một vết nào nhá, các bác phải nhẹ nhàng. Đấy, bác khách này thì muốn kể cả xem đây, các bác thích kiểm tra thế nào cũng được. Đấy, xem thoải mái,
Nhưng mà các bác nên nhớ khi tháo tép thì không phải tháo rồi đúng không? Tháo nó sẽ bị lóng ngóng các bác, cái này nó bên ngoài rồi. Còn cái bát này các bác muốn tháo nhá, phải thật cẩn thận, không chọc vào ghê, chọc vào màng này. Đấy, em dặn luôn nhá. Còn em đảm bảo những sản phẩm này em đã kiểm tra rất kỹ lưỡng trước khi gửi hàng cho các bác. Vâng, em trước khi test em dặn rất kỹ. Vâng, sau đây mời các bác thưởng thức chất âm của cặp loa này. Xóm thương phần mình, sao tình duyên lắm hồn phàng. Nụ cười trên môi hay lệ sau huyên mi. Khóc cho đời mình sao còn nhiều trái. Vâng, phải nói là cặp loa này em kiểm tra rất kỹ lưỡng, chẳng qua lên hình và test thôi. Em soi và kiểm tra thật cẩn thận để đóng gói và gửi đi cho các bác. Tạo uy tín, tạo niềm tin thì nó ở chỗ này đây. Đấy, và cái khâu nhập hàng bên Ngọc Hoàng thì các bác biết rồi, đã kỹ lại kiểm tra thật kỹ, càng kỹ hơn. Đấy, cho nên là nhiều khi thế này này, em nói thêm này, nhiều bác cũng cứng nhắc, cho nên là em phải giải thích rõ ràng. Đấy, giải thích rõ ràng nhá. Đấy, không là rất chi là buốt đầu ấy, hơi bị đau đầu. Đấy, cho nên là trước khi chuyển đi em kiểm tra và đăng video để tránh trường hợp các bác khi nhận hàng băn khoăn điều gì đó. Các bác xem được video thấy hữu ích hay rõ ràng và báo giá cụ thể, xin các bác cho những nút like, nút thích và ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút đăng ký và nút chuông thông báo. Và các bác có nhu cầu về sản phẩm hàng xịn, đảm bảo bảo hành cho bác hàng xịn nha, bảo hành vĩnh viễn là hàng xịn nha, không like, không like căng, không có hàng dởm, hàng nhái ở đây. Đấy, còn nếu mà hàng có vấn đề hoặc lỗi nhái, hàng thanh lý thì em sẽ báo rõ ràng. Còn sản phẩm đẹp thì nó xứng đáng với đồng tiền các bác bỏ ra. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.